vốn đam mê hoa sứ, nhưng chàng trai 8X này lại chọn cho mình hướng đi khác biệt. Đó là nghiên cứu và cho ra đời những cây sứ chân dài, nhìn rất lạ mắt khi phần rễ được kéo dài hơn cả mét. Người đang sở hữu biệt đội sứ chân dài có 102 này là anh Trần Duy Phong, một người ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 8X này cho biết cách đây 3 năm anh đã nghiên cứu và trồng giống sứ chân dài này. Điểm độc đáo của những cây sứ này là chàng trai này đã dùng kỹ thuật kéo củ dài ra theo ý muốn, biến rễ cây thành thân cây. Theo đó, rễ cây được kéo càng dài thì chiều cao của cây sẽ càng tăng và giá trị của cây cũng từ đó mà tăng lên. Đặc biệt mỗi năm, sứ kéo thân chỉ được 2 lần. Mỗi lần cây sẽ dài khoảng 20cm, vì thế đòi hỏi nhà vườn phải thật kiên trì và tỉ mỉ mới tạo ra được những sản phẩm thật bắt mắt. Cái điều mà mình muốn làm tạo sự khác biệt cho cái nghề cây sứ ở Việt Nam mình, cho nên là mình bắt đầu mình tiến hành làm với triển khai mô hình làm sứ chân dài. Cái giá trị kinh tế nó không có bằng. Cùng trồng một thời điểm, cùng trồng một thời gian chung với nhau, nhưng cái giá trị nó có thể chênh lệch, nó có gấp 10 lần. Theo anh Phong, muốn kéo chân dài cho cây phải lựa chọn giống cho phù hợp, vì không phải giống sứ nào cũng có thể kéo rễ thành thân được. Sau nhiều lần nghiên cứu và thử nghiệm, anh đã chọn giống sứ của Thái Lan, bởi giống sứ này đều là cây kép, có sức sống mạnh, tàn xòe ra tự nhiên và tuổi thọ cao. Riêng việc kéo chân cho cây cũng đòi hỏi kỹ thuật, nếu không đúng thời điểm, không những rễ cây không thể lớn mà còn làm hư cả cây sứ. Để tạo được chân dài cho cây, thì sau khi gieo hạt từ 8 đến 10 tháng, người trồng tiến hành nhổ cây lên, cắt tỉa phần rễ và chỉ chọn một rễ tốt nhất để làm thân cây. Khi phần rễ mới mọc ra đủ lớn, cây tiếp tục được nhổ lên, quá trình như vậy sẽ được lặp đi lặp lại cho đến khi cây có chiều cao như ý. Thông thường là một cây mất khoảng 3 năm và trải qua khoảng 4 lần kéo rễ. Khó nhất của nó là cái thứ nhất là mình kéo cái chân nó dài mà mình làm sao phải cho nó thật là thẳng. Cái thứ hai nữa là khi mình kéo nó thẳng đạt tới cái độ cao nhất định là mình phải làm cho cái bộ rễ nó xòe nó nơm lên nữa. À, nó cộng hai cái yếu tố lại nó mới làm được cái cây sứ chân dài hoàn chỉnh. Mỗi lần kéo như vậy thì cũng phải là 6-8 tháng, tại vì tới khi mà cái rễ nó phát triển quá to là mình tiến hành mình kéo hoặc mình chỉnh sửa nó sẽ gây khó khăn. Cho nên là khi cái thời gian đó là nó tốt nhất để cho cái rễ nó phát triển vừa đủ với nó còn mềm, mình kéo nó dễ. Hiện tại trong vườn của anh Phong có khoảng 5.000 cây sứ chân dài được tạo hình sẵn sàng phục vụ Tết. Đối với sứ nhỏ có giá dao động từ 250 đến 500 ngàn đồng, còn đạt chuẩn có giá từ 15 đến 30 triệu đồng. Dù chỉ mới bước đầu trồng thử nghiệm, thế nhưng những gốc sứ chân dài được thị trường rất ưa chuộng và giá bán mỗi cây từ vài triệu đến vài chục triệu đồng nhưng vẫn luôn cháy hàng. Trong dịp Tết Kỷ Hợi sắp đến, hứa hẹn đây sẽ là một trong những sản phẩm không kém phần độc lạ làm đa dạng thị trường hoa kiển năm nay.